Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, bài đọc Kinh Thánh trọng đọc cho thánh lễ mừng kính Thánh Francisco Xavier hôm nay để cho chúng ta được đặt mình vào trong cái khung cảnh của tình thương cứu độ của Thiên Chúa và mời gọi chúng ta tham dự một cách tích cực vào trong kế hoạch cứu độ ấy. Ngay từ trong bài đọc thứ nhất qua sách ngôn sứ Isaiah, chúng ta đã nghe nói đến cái viễn ảnh của cái thời thiên sai, khi mà Thiên Chúa quy tụ mọi con cái của Ngài trên núi thánh của Chúa. Nơi đó mọi người sẽ được hưởng một cái nền hòa bình thịnh trị rất tốt đẹp. Hòa bình ở đây không chỉ là không có chiến tranh, nhưng mà sự hòa bình ở đây chính là một sự hòa hợp giữa ý muốn của con người và ý muốn của Thiên Chúa. Con người biết sống hòa hợp với nhau trong tình yêu thương nhau. Con người biết sống hòa hợp với các thụ tạo của Thiên Chúa, như thuở ban đầu khi Thiên Chúa dựng nên vũ trụ và nhất là dựng nên con người như đỉnh cao của tạo thành, để họ được sống trong sự hòa hợp với nhau. Nhưng rồi chúng ta cũng biết rằng cái thực tế đó nó không còn đẹp mãi như thuở ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, mà ma quỷ nó đã chen vào. Nó chen vào để rồi nó gây cái sự chia rẽ, gây một cái sự nghi kỵ giữa con người với ý muốn tốt đẹp của Thiên Chúa, và nó gây tạo nên những cái bất ổn, gây những cái tranh chấp giữa con người với các thụ tạo khác, để rồi con người dễ sống càng ngày càng xa Chúa và gây ra những cái bất trắc, gây ra những cái bất ổn với các thụ tạo khác, cái muôn thú và cả cái môi trường sống chung quanh của mình, nó đi vào trong bao nhiêu là khổ đau, bao nhiêu là bất ổn, là không còn được cái khung cảnh hòa bình thịnh trị ở trong tình thương của Chúa, trong ý định ngàn đời của Chúa. Và chính điều đó chúng ta thấy chính ngôi hai của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã nhập thể làm người để sống và đã hiến mình để tỏ lộ cái vinh quang tình yêu của Thiên Chúa, để mang lại tin mừng của Ngài cho trần thế. Tin mừng mà Đức Kitô loan báo cho trần thế nó không phải là một cái lý thuyết nào đó hay là những lời rao giảng, nhưng mà
bằng chính con người và cuộc sống của Ngài. Ngài đã trở thành chính lời tin mừng đó được rao giảng ban cho trần gian. Vậy cho nên Ngài đã sống và đã sống trọn vẹn cuộc đời trần thế, dù nó hơi ngắn ngủi, dù nó có vẻ là yếu đối với thực tế con người, nhưng mà Ngài đã làm và đã làm trọn vẹn, đã làm hoàn tất những gì mà Ngài có thể làm được để khai mở ra một cái con đường loan báo tin mừng, để đem ơn cứu độ đến cho trần gian. Và kết thúc cuộc đời trần thế, Ngài cũng không ngần ngại về trời. Và trước khi về trời, Ngài để lại cái sứ mệnh loan báo tin mừng đó cho các môn sinh của Ngài, cho những kẻ tin theo Ngài. Dẫu cho đó là một con số ít ỏi, một con số dường như nó sót lại chỉ có 11 người. Chúng ta biết Ngài cũng đã quy tụ nhiều người theo Ngài lắm, nhưng mà Ngài đã tuyển chọn sau một đêm thức trắng cầu nguyện, và Ngài đã chọn 12 người. Thì 12 người đó lại mất bớt một người là Judas Iscariot phản bội. Nhưng còn lại con số 11 đó, con số 11 đó cũng không phải là hoàn hảo, mà có những kẻ còn hoài nghi, có những kẻ vẫn còn đầy những giới hạn bất toàn. Nhưng Chúa Giêsu không ngần ngại để trao cho họ cái sứ mệnh, mời gọi họ tiếp nối cái công cuộc cứu độ của Ngài. Các con hãy đi khắp tứ phương để loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Nghĩa là không chỉ nói cho con người mà còn rao loan tin mừng đó cho mọi loài thọ tạo, mọi thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên, có cả những thú vật, có cả những cái công trình thiên nhiên ở trong vũ trụ này. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài, và chắc chắn cũng mời gọi chúng ta hôm nay nữa, hãy tiếp nối cái sứ mạng của Ngài để tái tạo, lập lại sự hòa bình thịnh trị của Thiên Chúa mà đã có từ đời đời. Và Ngài cũng muốn điều đó được phát triển để trở thành một thiên đàng vinh phúc trong nước trời mai sau. Và điều đó Chúa Giêsu đã mời gọi với tất cả lòng tin tưởng, với những ơn ban mà Ngài sẵn sàng dành cho những môn sinh của Ngài. Và Ngài cũng đã hứa những quyền năng Ngài dành cho họ và sự hiện diện của Ngài để đồng hành với họ, với tất cả chúng ta trên hành trình loan báo tin mừng này. Và Thánh Phaolô, như trong bài đọc thứ hai qua thư Ngài gửi cho tín hữu Corinto, chúng ta nghe Ngài đã ý thức và đã có những cái tâm tình rất là nhạy cảm, rất là nhiệt tình để sẵn sàng rao giảng tin mừng, tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu. Và Ngài ý thức cách mạnh mẽ rằng khốn cho Ngài nếu Ngài không rao giảng tin mừng. Và Ngài tin rằng những cố gắng để rao giảng tin mừng thì Ngài sẽ được hưởng những phần phúc của tin mừng, của những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa khi Ngài mời gọi chúng ta cộng tác, Ngài cũng ban ơn, Ngài cũng sẵn sàng ân thưởng cho chúng ta. Lẽ đó là điều mà chúng ta được mời gọi hãy suy nghĩ và xác tín để sống cuộc đời Kitô hữu của mình, là người có Chúa Kitô ở trong mình, là người thuộc về Đức Kitô, để sống và chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng ấy cho muôn dân bằng mọi cách thế, bằng tất cả khả năng của chúng ta cộng với ơn ban của Chúa. Và vì thế giáo hội như là những thành quả Ngài đã thiết lập để tiếp nối sứ mạng của Ngài, và trong đó mỗi người chúng ta là thành phần, nó sẽ mang lấy cái bản chất của giáo hội là phải loan báo tin mừng. Và sứ mệnh đó cũng là một cái nhu cầu sống còn của đời sống chúng ta. Ý thức như thế nên Thánh Francisco Xavier là một người trẻ, thể nói ngay từ khi còn rất trẻ, người Tây Ban Nha, mà Ngài sau này được đi học ở tại trường Đại học Paris. Và lúc đó mới 19 tuổi thôi, Ngài có lẽ lúc đầu chỉ nghĩ đến chuyện mình học như là những người trẻ cần phải phát triển khả năng trí tuệ, cái tài năng đó để sống ở giữa đời như là những con người bình thường. Nhưng mà rồi nghe cái lời nhắn nhủ, lời mà của Ignacio Loyola,
là một người bạn đồng hành của Ngài. Sau này các ngài đã hợp nhau lại và đã thiết lập nên cái hội dòng là dòng tên ngày hôm nay để loan báo tin mừng. Ignacio Loyola đã từng nói đi nói lại với Francisco Xavier rằng lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Nghe lời ấy và thấm những lời ấy, Francisco Xavier đã dần dần cảm thấu được cái lời mời gọi căn bản ở trong tâm hồn của mình. Cho nên Ngài đã nhiệt tình để ra đi loan báo tin mừng. Dù là lúc đó Ngài đã đạt được những bằng cấp về triết học và đã trở thành giáo sư đại học, nhưng mà rồi Ngài sẵn sàng dũ bỏ tất cả để ra đi loan báo tin mừng, đi rất nhiều nước và rao giảng để đưa hàng trăm ngàn người về với Chúa. Không phải Ngài chỉ đi rao giảng rồi rửa tội cho người ta, nhưng mà trước hết Ngài loan báo tin mừng cho người ta, dạy cho người ta hiểu về tình thương của Chúa, dạy cho người ta biết rằng chỉ trong Thiên Chúa, trong tin mừng của Ngài thì con người mới có thể được sống dồi dào, được sống hạnh phúc. Và Ngài còn thôi thúc rất là nhiều người, cả những sinh viên đại học ở Paris, để quan tâm loan báo tin mừng. Đừng chỉ vì say mê tìm những cái kiến thức của trần đời mà bỏ quên cái sứ mạng quan trọng của mình là loan báo tin mừng cho người khác, để rồi có khi vì đó mà bao linh hồn phải sa xuống địa ngục. Ngài rất quảng đại và nhiệt tình, để rồi khi kết thúc cuộc đời trần thế ở cái tuổi mới 46 thôi, chưa được 50, kể cũng là yếu, chưa được thọ. Thế nhưng mà Ngài đã sống trọn đầy với cái ơn gọi, với sứ mạng của mình. Có lẽ người trẻ Ngài một cái gương mẫu cho những người trẻ ngày hôm nay. Tôi thấy trong các thành viên của nhóm Tùy Tâm ngày hôm nay cũng đa số là những người trẻ. Người trẻ cũng cỡ tuổi Thánh Francisco rồi. Thế cho nên các anh em đã chọn Thánh Francisco làm quan thầy của mình và muốn sống theo tinh thần ấy. Ngày hôm nay khi chúng ta mừng kính Thánh Francisco Xavier, một vị quan thầy đặc biệt, không phải chỉ có của những anh em trong nhóm Tùy Tâm đâu, mà của những sứ truyền giáo, của những con người mang cái tâm tình và sứ mạng truyền giáo, loan báo tin mừng cho người khác. Chúng ta được mời gọi để nhìn đến gương mẫu của Ngài và nhìn đến cái con đường mà tất cả chúng ta được mời gọi để sống, để thực hiện sứ mạng đó như một nhu cầu khẩn thiết, như một cái nhu cầu sống còn của đời sống chúng ta. Chúng ta biết rằng thế giới ngày hôm nay người ta ít nghĩ đến Chúa lắm. Người ta cũng thích loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Người ta thích hưởng thụ, người ta thích đề cao cái tôi của mình và không muốn nói đến Chúa, sợ Chúa xâm phạm đến cái cuộc đời với những quyền lợi và sự thoải mái của mình. Nhưng chúng ta biết rằng có lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích chi. Cái điều đó Thánh Francisco Xavier đã xác tín và đã sống để phục vụ cho tin mừng bằng tất cả sự nhiệt tình của mình. Và chúng ta cũng hiểu như lời tin mừng ngày hôm nay qua Thánh Marco đã trình bày lại cho chúng ta biết, chính Chúa Giêsu khi Ngài trao gửi sứ mệnh cho chúng ta, như trao gửi cho các tông đồ, Ngài mời gọi chúng ta làm, thì Ngài cũng ban ơn, ban quyền năng cho chúng ta trên mọi quyền lực của sự dữ, và Ngài hứa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên cuộc đời và những sứ mệnh của chúng ta với những thực tế như các tông đồ ngày xưa là những con người còn đó những bất toàn, những giới hạn và đối diện với những khó khăn thách đố cuộc đời xưa cũng như nay, ơn Chúa vẫn có đó. Chính Chúa Giêsu phục sinh vẫn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này. Chúng ta được mời gọi để tin tưởng mà sống sứ mạng của mình như vậy. Một cách cụ thể, có lẽ chúng ta cũng thấy ngay trong cộng đoàn, những anh em trong nhóm Tùy Tâm, có lẽ ban đầu
thì không có được mấy người, chỉ là một nhóm thiện chí. Và trong đó có rất nhiều người có khi đầy những giới hạn, đầy những khó khăn, nhưng mà anh em hội lại với nhau và cùng nhau để làm những cái việc nhỏ thôi, làm những cái việc có khi bình thường thôi, âm thầm thôi, nhưng mà chính những cái việc làm tốt đó, mang cái giá trị tin mừng đó, đã liên kết các anh chị em ấy với nhau, và rồi làm cho sự hiện diện của Chúa nó được trở nên sống động hơn. Và thấy rằng những thành quả mà các anh chị em ấy làm không phải chỉ là những cái việc của con người, mà nó là dấu chứng của một tình thương đầy quyền năng của Thiên Chúa ở nơi những con người đó. Cho nên nó cũng đã có một cái sức hấp dẫn, có một cái sức thu hút những người khác ngày càng nhiều hơn, nhiều người tham gia vào. Và trong đó có cả những người đôi khi chưa cùng niềm tin Kitô hữu với mình. Nhưng mà với những thành quả đó, anh em, chị em ở trong nhóm tùy tâm này càng ngày càng phát triển đông đảo hơn. Và những thành quả các anh chị em này có lẽ nó cũng vượt ra trên những khả năng bình thường của các anh chị em ấy. Nên chúng ta thấy hôm nay hiện diện ở đây rất đông các cha. Có nhiều cha ở rất xa cũng đến hiện diện, có cha ở tận Nha Trang, có cha ở tận Long Xuyên, miền Tây, có những cha ngay cả bên Mỹ có dịp về cũng tham dự ở đây. Và nhiều cha ở nhiều giáo phận khác nhau, nhiều dòng tu khác nhau cũng tham dự ở đây. Nhiều tu sĩ cũng đang hiện diện ở đây và kéo theo cả những em, những em mồ côi, những em kém may mắn mà đã được các anh chị em trong nhóm tùy tâm này giúp đỡ. Điều đó cho chúng ta thấy cái sức mạnh của tình thương, sức mạnh của tin mừng mà chỉ có những con người biết quảng đại, biết nhiệt thành làm việc, biết tin tưởng vào tình thương và sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh thì nó sẽ đem lại những thành quả như thế. Như kỳ vừa rồi tôi nghe chính anh Trọng cũng là một người thành viên rất là đặc biệt, mà đặc biệt nhiều lắm, có khi đặc biệt trong những cái nét nổi bật, có khi không phải tài giỏi lắm nhưng mà đầy nhiệt tình để loan báo tin mừng. Anh có khi gặp nạn mà cái gặp nạn nguy cấp lắm nhưng mà không chết, không phải một lần mà có khi cũng nhiều lần như vậy. Cho nên tôi thì nói đùa là anh chưa có chết được đâu, bởi vì anh còn phải làm việc cho cái nhóm tùy tâm này, còn phải phục vụ nhiều hơn nữa. Mà có khi cũng nói là nhờ tham gia nhóm tùy tâm này cho nên vượt ra bao nhiêu những cái khó khăn đó. Cho nên những cái thành quả ngày hôm nay trong chính từng anh chị em trong nhóm tùy tâm, từng những cái cộng đoàn hay những con người mà anh chị em phục vụ ở xứ này, xứ khác, cộng đoàn này, cộng đoàn khác, nhóm này, nhóm nọ mà các anh chị em đã phục vụ đó, nó nói lên là cái sức sống của chính các anh em đón nhận và thông hưởng từ chính tình yêu của Chúa, từ quyền năng của Đức Kitô phục sinh vẫn đang hiện diện ở nơi các anh chị em đây. Cho nên qua đây chúng ta thấy một cái điều quan trọng là chính Đức Kitô là tin mừng được ban cho trần gian, nó được sống động ở nơi anh chị em, nó sức hấp dẫn và thu hút các anh chị em để làm cho cái việc phục vụ của anh chị em nó trở thành một cái lời loan báo tin mừng rất sống động. Nó không phải là sáo rỗng nữa mà là nó có một cái sức sống và nó có một cái sức hấp dẫn thu hút được nhiều người và làm cho nhiều người nhận ra được tin mừng. Đầu thánh lễ khi đi rước tôi rất là vui khi thấy có một cái anh mà tôi biết anh chưa phải là người Công giáo, anh đứng chụp hình quay phim và mặt rất là rạng rỡ khi chúng tôi đi ngang. Anh chào Đức Cha vui vẻ như vậy, như hơn nhiều người Công giáo đây không có chào chúng tôi vậy, nhưng mà anh chào tôi cảm thấy có một cái gì đó nó gần gũi thân thương. Và có thể nói tất cả những điều đó cho chúng ta thấy hôm nay mình có quyền tin tưởng để dám dấn bước theo Thánh Francisco Xavier để phải loan báo tin mừng, và loan báo tin mừng đó trở thành một cái nhu cầu cho chúng ta được thăng hoa lên để mình trở nên những con người càng ngày càng cao quý. Cao quý không phải trong sự giàu sang, không phải trong danh vị này khác, nhưng mà cao quý trong một cái chất tin mừng của chúng ta. Để khi như Thánh Phaolô đã nói,
Khi mà chúng ta rao giảng tin mừng thì làm cho chúng ta được quyền hưởng những cái ân phúc, những lợi lộc của tin mừng. Nó rất thiêng liêng, nó quý giá hơn sự giàu sang của cải trần thế. Kính thưa cộng đoàn, qua tất cả những gợi ý, những suy tư và những kinh nghiệm ấy, tôi hy vọng rằng chúng ta hôm nay khi mừng kính Thánh Francisco Xavier, vị truyền giáo lỗi lạc, là một cái gương mẫu tốt đẹp cho chúng ta, là bổn mạng của các anh chị em nhóm Tùy Tâm. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta một cái gương mẫu tuyệt vời ấy. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho có một cái nhóm Tùy Tâm được hình thành và được phát triển tốt đẹp như ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục cầu xin cho nhóm Tùy Tâm này được phát triển càng ngày càng nhiều hơn nữa, để những lời loan báo, để những cái cách loan báo rất đa dạng và phong phú của các anh chị em trong nhóm này sẽ đem lại hiệu quả tốt đẹp cho nước Chúa mỗi ngày một rộng rãi hơn, được cao quý hơn. Và cũng cầu xin cho mọi người chúng ta ngày càng biết sống và nhiệt tâm loan báo tin mừng bằng cái cách thế của mình, trong hoàn cảnh, trong điều kiện khả năng của mình, để đáp lại lời mời gọi của Chúa, một điều rất quan trọng và hết sức cần thiết cho con người chúng ta. Amen.